mọi người đã đến với kênh YouTube của Diệu Nhi, Diệu Nhi Official. Lâu lắm rồi á, có nhiều bạn fan nhắn tin như là chị ơi, dạo này sao chị không quay mấy cái video mukbang nữa. Thì thật sự là thời gian không có cho phép, nhưng mà ngày hôm nay á thì Nhi cũng đã quay trở lại với những clip mukbang, cái series ngày xưa của Nhi quay với lại chị Nguyên á, tên là Có gì ăn đó. Hô vị lộn đi ghê, trứng khúc lộn đi ghê, hô vịt dữa đi ghê. Đúng không mọi người? Năm nay thì Nhi cũng sẽ làm clip mukbang, nhưng mà là với series đổi tên khác, đó là Ai nấu gì ăn đó. Bởi vì mấy cái clip ngày xưa của chị Nguyên á là hai chị em đi mua để mà tự ăn với nhau, nhưng mà cái series lần này là có người nấu, có đầu bếp nấu để cho Nhi quay, cho nên Nhi sẽ sửa tên lại là series mukbang Ai nấu gì ăn đó. Thì bữa nay là buổi sáng, trước khi Nhi đi làm, Nhi đã make up xong rồi thì ăn sáng nha mọi người. Rau, salad rất là healthy. Ở đây có tỏi phi với hành tây nè. Vậy là một món ăn rất là cho sức khỏe đó, là salad dầu giấm tỏi phi cà chua. Diệu Nhi mukbang mời mọi người cùng ăn 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 ăn. Trời ơi trời, cũng không thèm cắt ra nữa. Đầu bếp ngồi. Không biết đã nêm nếm chưa, mà salad có vẻ kiểu hơi ướt, mà không phải ướt của cái nước trộn dầu giấm, mà ướt của cái sự mà rửa rau mà nó chưa có ráo á, nó vẫn còn ướt nhũn salad đó mọi người. Nó vẫn còn ướt nhũn salad đó mọi người. À bên đây còn ba cà chua, là ba cục, dưới đây còn cái hành tây thì mình không ăn cho nên mình không ăn luôn. Hành tây thì mình không ăn cho nên mình không ăn luôn. Nói chung á, gia vị nêm nếm á, không biết có nêm không, nhưng mà lạc, không có một chút động lại gì ở đầu lưỡi á mọi người. Cái món ăn này nói chung á, nếu như mà làm cái món này á, nope, rau cũng không cắt, nêm nếm thì gia vị nó trôi tuột hết mọi người, nó không có một cái chút gì động lại đầu lưỡi. Ăn thử miếng cà chua. Cà chua thì có thể thấy là bóng bẩy của dầu, cũng như là cái sự ướt át của nước rửa ngâm cà chua mà chưa ráo. Nhiều cái cà chua rất là tươi, bọng nước, tỏi phi có vẻ thơm, nhưng mà cháy đèn. Cũng không thèm cắt ra nữa. Ướt của cái sự mà rửa rau mà nó chưa có ráo á. Hành tây thì mình không ăn cho nên mình không ăn luôn. Tỏi phi có vẻ thơm, nhưng mà cháy đèn. Thật sự á, nói vậy thôi nhưng mà rất là hợp khẩu vị của Nhi. Đúng rằng là Nhi không thấy là quá chua, không quá mặn, không quá ngọt, cái ăn lạc lạc vậy á. Để mà chuẩn bị một bữa ăn sáng như vậy á là cũng phải là thức dậy sớm lắm á mọi người, tại vì giờ Nhi đi quay sớm mà. Tại vì gia vị nó không có bị quá nặng những cái chua của giấm đồ này kia. Nếu mà nặng gia vị quá thì ăn sẽ bị ngán, nếu mà ăn hoài thì mình sẽ cảm nhận được vị đắng của tỏi khi mà mình phi quá lửa. Nhưng mà cháy đèn. Nhưng mà quan trọng là tấm lòng đúng không mọi người? Nope. Nói chung đây là một cái món ăn rất là
giàu tình cảm cũng như là công sức của người nấu. Giàu tình cảm cũng như là công sức của người nấu. Còn gia vị thì những cái miếng đầu thì mình cảm thấy hơi sốc thôi, bởi vì nó cái gia vị nó hầu như là nó thanh tao. Nó không có động lại một cái gì hết, nhưng mà càng ăn thì cảm thấy cái sự cái món ăn nó ghiền, giống như là mình ghiền người nấu vậy đó. Ghiền giống như là mình ghiền người nấu vậy đó. Nói chung là bây giờ cái clip video múc măng ai nấu gì ăn đó cũng như đến đây là kết thúc rồi. Hẹn mọi người ở những video clip múc măng tiếp theo. Đoán xem là món gì đang chờ đợi Nhi và các bạn nha. À đúng rồi, các bạn muốn làm ai nấu cái gì để cho Nhi ăn cái đó món gì á thì có thể comment ở dưới clip này của Nhi nha. Và đừng quên share và subscribe video YouTube của Nhi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.